Xin kính chào tất cả anh em. Hôm nay đã trở lại với kênh YouTube của Khôi. Kênh của Khôi chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Thì Khôi cũng đã giới thiệu rất nhiều những clip trước. Những anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào đăng ký để thường xuyên cập nhật được các cái sản phẩm mới mà Khôi đăng tải hàng ngày. Và trong clip ngày hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu với anh em một đôi loa rất là huyền thoại, rất là nổi tiếng mà hầu như ai cũng biết tới, đó là loa AR. Thì nói giới thiệu một chút về cái hàng này trước để cho những ai chưa chơi, đặc biệt là những anh em nào mà chưa chơi nha, thì biết tới cái hàng này. Hãng AR là một hãng của Mỹ, được tồn tại rất là lâu đời rồi. Nó ra đời, cái đôi loa ra đời vào những cái thập niên 1950, 1960, nên nó thuộc dòng loa cổ, nhưng mà nó nổi tiếng trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì cái đôi loa này nó giống như là một cái món ăn tinh thần mà đã ăn sâu vào máu của người Việt Nam, mà những ai chơi audio cổ thì cũng đều muốn sở hữu nó nha. Rồi, và cái đôi loa hôm nay Khôi giới thiệu với anh em là đôi loa AR3A. Thì trong cái dòng AR3A này nó sẽ có đời bánh bò và bánh tiêu. Thì hôm nay clip này thì Khôi sẽ giới thiệu với anh em đôi loa AR3A bánh tiêu. Đặc biệt đôi này thì nó là series liền kề nha. Thì tại sao Khôi nhắc tới cái liền kề? Tại vì trong cái dòng AR mà những cái đôi loa liền kề là nó cực kỳ hiếm. Không phải Khôi nói khoác, nói loác gì đâu. Nhưng mà thật sự nói về cái đồ sưu tầm thì nó cực kỳ hiếm có lắm. Nhiều lúc muốn mua không có nha. Đó là về cái dòng loa AR. Bây giờ thì Khôi sẽ quay cho anh em xem rõ đôi này ha. Thì đầu tiên anh em, đôi này là đôi AR3A đã căng cước nha. Đã căng cước. Thì mình nói rõ và mình quay chi tiết với anh em như vậy để anh em mà yên tâm và khi mua đúng hàng AR3A căn cước nha. Mình còn đầy đủ anh em này. Đó, đây là số 3 này. Còn dưới đây là cái tem nha. Ok. Căn cước thì lúc nào nó cũng đẹp rồi anh em, nó không thể hư được ha. Khỏi bỏ xuống nha. Rồi. Rồi, đây là cái cặp loa mà Khôi muốn giới thiệu với anh em nha. Thì đầu tiên mình sẽ xem về cái ngoại hình đi nè. Cặp loa rất đẹp ha. Rất tuyệt vời. Rất đẹp, rất nói chung là không thể nào đẹp hơn về cái hình thức của loa. Thùng là vuông vức anh em ha, thùng gỗ lạng, giống như là thùng gỗ lạng ha. Gỗ lạng vuông vức. Trong cái đời AR thì nó sẽ có thùng gỗ lạng, thùng gỗ thông, thùng gỗ bạch dương vân vân. Nhưng mà gỗ lạng là cái đời nó thông dùng và nó phổ biến nhất ở thị trường Việt Nam. Loa rất đẹp. Nhìn hướng nào cũng đẹp anh em ha. Rồi ok, bây giờ mình nói về các cái tên loa. Thì dòng này là dòng AR3A râu dài anh em ha, gân mút. Tại vì AR bánh tiêu nó là gân mút, tại vì cái đời này các cái thông số, cái tài liệu còn lại thì ngày xưa là cái dòng này xuất sang châu Âu nha. Đó, mình theo mình biết là như vậy. Còn đây là loa trung và loa chép. Thì mình quay đúng với cái tình trạng này. Các cái tuyên loa thì Khôi cũng đã test rồi. Tinh chỉnh nhảy ok. Loa thì zin, chắc chắn là zin anh em. Với lại là cái dòng mà bánh bò này thì nó không có gì nó hư. AR3 này này không bao giờ hư luôn, mình chưa bao giờ mình gặp nó hư nha. Rồi, nó chỉ có những cái trường hợp mà có thể xảy ra, đó là các cái tinh chỉnh nó không tiếp thì mình chỉnh nó không có ăn thôi nha. Rồi đây là cái thứ hai. Tất cả thì Khôi quay đúng với cái tình trạng này thì Khôi bán cho anh em đúng tình trạng này. Chứ anh em là khi mua hàng thì sẽ nếu mà phàn nàn gì á thì anh em cứ xem lại clip này, Khôi giao đúng cái món này. Tại vì trước giờ như vậy nè, thì Khôi quay món nào thì Khôi sẽ bán món đó. Chưa bao giờ mà mình không quay nha. Ok. Rồi bây giờ Khôi quay luôn cái phần đích cho anh em cùng xem. Đây nè, cặp này còn tem còn cờ đầy đủ ha. Tem cờ đầy đủ. Đó, thùng là vuông vức anh em nha. Thùng vuông vức không bị bể nở. Ok. Đó. Số series là liền kề nè, số series liền kề. Đó, thì Khôi quay luôn cho anh em xem bên này. Đó, ok. Tuyệt vời ha, cũng tem với đồ đầy đủ, tem cờ đầy đủ. Loa thì đẹp, các góc cạnh là vuông vức. Không có chỗ nào để che luôn. Ok. Đó. Đẹp anh em ha. Nói chung là một đôi loa cổ nhưng mà khá đẹp và rất là hiếm. Thì đôi này Khôi cũng đã bán nhiều anh em, nhiều rồi, nên là cũng có một chút ít kinh nghiệm về phối ghép. Thì đặc biệt là Khôi ít khi ghép với Fisher lắm, mà Khôi hay ghép với âm ly đèn. Thì clip ngày hôm nay
Khôi sẽ ghép với một bộ rê bao đèn đến từ hãng Dinaco để anh em mà cùng tham khảo và trải nghiệm. Anh em nào mà chưa có thì có thể sở hữu luôn cả bộ này anh em. Tại vì khôi ghép nó quá hay rồi, nó nhức cầu với mở. Thì cái phần khó nhất của cái AR đó là thể hiện được cái dải trầm, còn gọi là tiếng bass. Thì hôm nay khôi đã ghép ghép được và khôi đánh giá nó rất là là thành công. Có thể là một người một cái cảm nhận, nhưng mà với cái kinh nghiệm cũng như với cái tai nghe của khôi thì khôi đánh giá cái bộ ghép này nó khá thành công, bộ ghép Dinaco ST70 và cái rề Bass 2 đó. Đó thì bây giờ mời anh em cùng với khôi ha, mình sẽ tạm dừng cái phần giới thiệu ở đây và sẽ chuyển sang cái phần test thử chất âm để anh em cùng nghe ha. Thì quên, còn về cái mức giá thì đôi loa này trên thị trường cũng đang có và có cái mức giá có thể cũng khá cao. Nhưng mà với Khôi thì trong cái mùa dịch này mình đang còn rất là nhiều thứ để còn xoay sở vốn cũng như là lo cho cuộc sống, nên Khôi bán rất là tốt, tốt rất nhiều. Nói thật với em là rất tốt so với thị trường luôn, 25 triệu 500. Mức giá này cam kết với anh em rất rất rẻ luôn. Có thể rẻ hơn vài triệu so với các cái shop khác trên toàn quốc nha. Mình không tiện nói ra nhưng mà Khôi đã tham khảo và Khôi thấy nhiều shop bán giá rất là cao. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và Khôi xin phép tạm dừng ở đây và sẽ chuyển sang cái phần test thử chất âm. Mời anh em cùng nghe. Tôi trở lại vùng hành quân, vùng xa xôi đá sỏi bi bình, tuy vết thương chưa lành.
truyền đi và quên xa ánh đèn phố thì nên dấu mùa xuân đơn vì không bánh ngon không điều quý tôi nào nghe thấy lạnh trong